Chào ai? Trời ơi, bữa nay nè, bữa nay là thấy camera tự mở lên, thấy mình trong camera là tự động chào cô chú luôn rồi ngoại. Con chào, con phải nói làm sao? Con chào cô chú. Chào cô chú. Đúng rồi. Trời ơi, bữa nay mở cái camera lên tự động thấy mình cái chào, cười chào liền. Giỏi quá. Con nói với cô chú, con giới thiệu với cô chú là con đang làm gì? Thịt. Đang làm ăn cơm với thịt, đúng rồi. Em muốn bệnh. Vâng, à đúng rồi, để nhắc ăn cơm với thịt thì mới nhớ để kể cho cô chú nghe. Mẹ. Nè con. Hồi hôm qua hôm 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 qua hôm kia Ngọc có mua một cái khay cơm màu vàng á, cơm của Trung Đông màu vàng á. Cái Ngọc cho nó ăn một lần hai lần. Cái lần thứ ba nó không muốn ăn nữa. Cái Ngọc Ngọc đưa ra cái cơm màu vàng đó, cái đó nói không không, con muốn cơm màu white. Phải không? Con không thích cơm màu màu vàng phải không? Nó nói không không, con muốn cơm màu trắng đó, chứ con không muốn ăn cơm màu vàng được nữa. Cơm màu vàng là của người Trung Đông chay hả? Cơm màu trắng nó của người châu Á chay hả? Ớn ăn bao không? Con nói con muốn ăn cơm màu white. Con nói mà làm mình hết hồn luôn á. Trời ơi, dạo này ăn cơm với thịt kho với cá kho đồ này kia là số 1 thế giới rồi chứ không ai bằng luôn. Mà ăn cá kho nữa, Hả? ăn cá kho nữa, Hả? ăn cá kho nữa. Thổi mày thổi rồi. Giỏi. Thì con nói với cô chú con vừa ăn cơm con vừa làm cái gì? Hả? Con vừa ăn cơm con vừa làm cái gì? Nói cô chú nghe coi, vừa ăn cơm vừa làm gì? Con có iPad Cảm ơn không? Con không phải iPad mà con có iPhone. Đúng rồi, iPhone mấy? iPhone iPhone 6. sáu Chay ăn trước đi, để mày đút, để mày đút cho chay ăn trước xong rồi mày ăn sau. Sợ hả con? Uống miếng nước vô. Chay ăn ngon lành, chay no bụng rồi mẹ mới ăn ha. Thì mẹ mới muốn làm gì mẹ làm ha. Hiện tại bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng ở bên này. Giỏi quá. Cơm với thịt ngon quá đi thôi. Again. Say hi daddy. Hi daddy. Hi Katie. I'm cooking both. Say, ask daddy where he at. Here. So where are you, Daddy? I am đi làm. Ba đi làm. Ba đi làm gì? Ba is working, so I can buy you milk. Ooh. So I can buy you syrup. Buy you candy. Buy you candies. Oh, buy candies too. Okay. Buy water. Buy water too. Buy water and candy. What else? Yeah. What else? What else? Ba đi làm mua gì nữa? Mua điện thoại luôn hả? Buy phones too. Yeah, and make sure that you are healthy, so you go to the doctor and see the doctor. Can we get doctor? No, we're not going to see a doctor today. It's not the doctor. No, but daddy works, so he can pay for you to see the doctor and be healthy. Daddy needs doctor. Who needs doctor? Oh, for eyes? Yeah, your eyes. No, next Tuesday, JD, next Tuesday, we're gonna go and see the dentist to check out your teeth. Oh. Yeah, next Tuesday, the dentist just called me this morning. She was like, oh, we'll see you and Jay for teeth cleaning. We gotta clean our teeth two times a year. Two times a year. Okay? I have four. Ten. Yeah, they say, look, the dentist is gonna have you open your mouth. Yeah. Oh, like that? Yeah. Oh, you bump your head like that? Yeah. Oh, because you jumping on the bed? No, jumping on the floor. Outside? Yeah. Turning. You spinning, and then what? And
And then you fall? Yeah. And then what? And then you bump your head. And then you hurt your head? Okay. Okay, come here. Come back to talk to Daddy. Hello, Daddy. Hi, JD. Are you back? Yeah. Okay, say I love you, Daddy. I'll see you. Hello. Say I love you, Daddy. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. I love you too. Mm-hmm. Oh, aww. Trời ơi. Thương quá trời thương luôn. Con nhớ ba không? Bye bye. Bye bye ba ơi hả? Yeah. Ba đâu ạ? Ba đi làm rồi. Ba sẽ chơi ba thổi xe ba ăn kẹo. À, ba mua kẹo về. À, ba đi làm ba mua sữa chơi ba mua điện thoại chơi ba mua ăn kẹo cho chay rồi mua gì nữa? Mua ice cream. Mua ice cream, mua kem rồi mua gì nữa? Ba. Nè kể cho cô chú nghe coi ba mua gì. Đây nè. Kể cho cô chú nghe coi ba mua gì. Nước nước. Cô chú coi chay ngồi ăn nè cô chú nè. Giống Nhật Bản không? I don't want coffee. Get me. No, get me. Chay đang ăn cereal, cô chú ngủ cốc quá. No, coffee. Ngồi nhước lên coi tivi. Don't die. Con chó à, con muốn con chó hả? She wanna watch the doggy. Không con quỷ quên cậu. Rồi, con chó mấy cấp hả? Dạ, con cấp 2. Ăn đi rồi ba mở cho. Trời ơi, có dính là lấy khăn giấy chùi lên nghe chưa. Rồi, đưa cái chân nè, muốn bánh không? Đúng rồi, trời ơi. Quýnh. Quýnh gì? Quýnh cái chân hả? Ăn đàng hoàng đừng có quậy kiểu đó con. Đấy, thứ nhất là nó đổ nữa. Ơ trời trời trời, từ từ. Mày ăn cậu ơi. Ăn từ từ thôi. Hả? Ăn con gì cả. Nói chuyện rồi, con muốn coi mấy cấp phải không? Em coi mấy cấp chờ vậy. Ba đang mở cho con đó. Dớt đi. Ăn ăn. Có đó không? No, she doesn't want it, baby. Được rồi, chùi đàng hoàng, đúng rồi. À, có Frozen mà không có công chúa luôn hả? Ừ, đẹp ghê không? Makeup á. Makeup màu purple, đúng rồi. Rồi, chị đút vô muỗng nó trang đi. À, sơn môi màu red luôn, đúng rồi, màu đỏ luôn. Giỏi quá. Ôi trời, giỏi quá. Ôi, đổ vô áo rồi kìa. Bởi vậy. Rồi, hấp miếng sữa đây, hấp miếng sữa. Em kia. Có ăn siêu vào nữa không? Hấp sữa đi, cầm cái tô lên hấp sữa đi. Nước sao? Sữa nè, múc sữa đi. Đúng rồi. Sữa siêu rồi, đúng rồi. Giỏi quá. Sao? Đừng có vũ tùm lum dính sữa ra ngoài. Trời ơi ngon quá.
đâu có được bóc. Có cái muỗng rồi sao bóc? Không được, giơ tay. Chùi tay, ít chùi vô cái khăn giấy. Chùi vô khăn giấy kia bên con kìa. Sao vậy? Chùi cái tay vô khăn giấy. Xong rồi hả? Vô rửa tay đi. Wow. Hả? Wow, quá trời ice cream, quá trời ăn kẹo luôn cô chú ơi. Trời ơi, con mang đâu giờ thì muốn quýnh không? Miếng coi, ngon không? Quay lại mẹ coi. Ui chào, ngon quá. Rồi đi. Ừ đúng rồi, mà mốt mày vô mày vẫn mua tiếp nha. Đi, để lên. Đi con, đi thẳng. Màu pink đúng rồi. Mưa chắc là tại vì do là mấy ngày nắng quá nên là